Vâng, alo, xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay thì như biết thì buổi chiều nay em đang đã quay trực tiếp được lô loa cực kỳ đẹp. Đây là dòng loa sử dụng driver bass chép của Fan của Anh Quốc các bác nhá. Cực kỳ xịn sò và cao cấp. Cái điều quan trọng ở phân khúc này là phân khúc bản limited, bản cao nhất, bản king model K12 các bác nhá của Fan. Đấy. Công suất của nó là 450W ở độ trở 8 ohm RMS các bác nhá. Như vậy thì bát 30 mà 450W ở 8 ohm là rất là lớn rồi các bác nhá, rất là lớn. Đấy. Độ nhạy 97,5 dB, giải xuống đến 50 đến 18 kHz, xuống rất là sâu. Con này thiết kế thùng cân. Và các bác để ý những sản phẩm loa nhà sử dụng driver của châu Âu như Lexo hay dòng của Anh Quốc, thì những dòng của Anh Quốc ấy ạ. Hay kể những dòng Martin vậy. Martin của Anh Quốc ấy, thì bác để ý driver của nó bao giờ nó thiết kế là cái thùng này. Đây cái chỗ này thì em vừa giặt xong thì đang để cho gió này tí nó khô thêm này. Khô thêm cất hút vào này. Đấy, sau khi vừa giặt sạch sẽ xong, đánh sạch sẽ xong. Trắng trẻo chưa? Nguyên sơn zin luôn nhá. Đẹp xuất sắc luôn cho bác chơi. Được chưa? Thì cái điều quan trọng những dòng này dùng driver của châu Âu lên cái phần thoát hơi của nó nhá, thông qua thoát hơi phía ống thoát hơi phía trước luôn nhá. Đây nên là không lo chuột bọ gì cả. Đấy, ống thoát hơi phía trước các bác ạ. Và nó sử dụng cho mình một driver củ bát lớn nhất của Fan bây giờ. Các bác check mua cặp bát này cũng rất là đắt. Nói chung bác check cặp Fan K12 thị trường hàng mới đâu đó khoảng 32 đến 35 triệu một đôi. Không nhá, 32 đến 35 triệu một đôi. Đấy. Đối với bản từ lớn này. Thì Dũng ơi, lấy anh thước với. Đây đo này, anh thước anh đo luôn này. Em quay một clip ợp để quay chi tiết đến thằng anh em tại kho luôn. Tổng lô em về được 35 đôi thôi. Thì quay luôn trước đo luôn trước này. Bề sâu nhá các bác nhá. 40 này. Bề ngang ạ. À. Ngang đo ở rìa ngoài này. Vì nó thiết kế cái hình oval nó co lại này các bạn. Cái này rộng nhất này. Ờ đấy. Là 38. Bề ngang 38 bác nhá. Bề cao ạ. 60. Bề cao bao nhiêu? 60. Thiết kế rất vuông vắn đẹp luôn. Cái dòng này thùng nhá. Nó hình cân mà nó to, đánh cho ra tiếng bass sâu lắm các bạn. Tiếng bass rất sâu và tiếng chép sáng vì xuống chép của Fan luôn. Thì báo cáo bác biết thì các bác đa số các bác mua những sản phẩm loa bãi hay những sản phẩm hàng mới của Fan thì chăng nữa thì có để ý thì cái đa số những phản phẩm loa bãi trường mà sử dụng đời ra chung với bass chép Fan này thì rất ít, đa số nó có để sử dụng bass của Fan, nhưng sử dụng chép có để chép biên si. Nhưng đối với phiên bản đời cao nhất của Fan thì nó sử dụng cho mình là cả bass cả chép của Fan luôn các bác nhá. Chép Fan các bác nhìn rồi, nó sử dụng thép mi aluminum. Cái dòng chép này cho rất hay luôn. Đánh rất tơi luôn. Củ chép của nó là CD 140, con này sử dụng hàn liền nên em không rút ra các bác nhá. Cực kỳ chất luôn. Và cái phễu của nó này bác này. Phễu của nó sử dụng phễu sợi bác nhá. Đấy bác nhìn thấy không ạ? Phễu là phễu sợi nhá. Nghĩa là tại sao em nói từ phễu sợi? Tại sao nó phễu sợi này để nó xấu này? Các bác nhìn tưởng hình quan em cái phễu sợi này là gì? Nó kết cấu cái phễu sợi này cho cái độ kết dính và độ chắc chắn hơn nhiều so với phễu nhựa thông thường. Nhưng ở đây nó gồm rất nhiều các sợi, em không biết nó bằng sợi gì, composite gì đó. Xong rồi nó sẽ đổ pha lẫn nhựa, xong nó sẽ đúc ra thành cái khuôn này. Đấy, đây, em chưa vệ sinh nhá, cái phễu này chưa vệ sinh này. Tại mới chiều nay mới đánh thùng thôi. Đánh thùng thôi, mai là đến tay các bác này cái phễu này vệ sinh thêm này. Đấy, ngoài thì bóng sạch nhá, trong sân này, phễu sợi này. Đấy. Và các bác để trên những quả loa B3, cái chép của B3 X12i hay X15i nó sử dụng cái phễu này. Phễu sợi này. Rất là ngầu luôn, chép mi aluminum. Thì chép này thì rất hay. Không nhá. Và một đôi ba bãi này trên trường anh em bán đâu đó cũng rơi 12 3 triệu một đôi loa bãi này. Các bác check có biết rồi. Nhưng đa số trên trường thì sử dụng cái củ từ nó chỉ từ 17 thôi. Nhưng hôm nay em Hiếu Minh sử dụng cho mình giới thiệu đến toàn thể anh em một củ bát driver rất lớn là từ 200. Đó nhá. Từ 200 và chép của Fan luôn. Đấy, đồng bộ luôn nhá. Dũng lấy thước đo anh ấy bát nào. Em quay ở kho nên cái không gian phong bạt nó cũng đẹp, nhưng có người thật việc thật, hàng về nhiều nên phải quay ở kho các nhá. Đấy, từ 200 này, được chưa? Từ 200 nhá. Cái dòng Fan ý, nó là dòng thương hiệu của Anh Quốc, dùng bát của Anh Quốc này, bát chép của Anh Quốc, bát của Fan này là người ta đã có khoảng 60 năm kinh nghiệm rồi, 60 năm kinh nghiệm trong vấn đề sản xuất loa âm thanh.
England. Bát của England luôn đó nhá. Giữ giữ nghiêng nha anh. Phen 55 ear. English đấy. Nghiệt lực nghiêng lên cho anh ấy. Nghiêng lên. Đây cái dập rìa này cũng có chữ phen. Quay hẳn ngược lại lên cho anh ấy. Ngược hẳn lên. Cho thiếu độ sáng này. Anh em nhìn cái độ này, keo nó đủ. Em đẹp không? Quay một vòng đi, chậm thôi. Để cho anh em xem chiêm ngưỡng cái phần nhện, nhện cánh dán vàng đẹp. Đấy. Khung này rất chắc luôn nhé mấy. Khung là thung khung gang đúc. Gang đúc bác nhá. Co vào đây là lấy của nó lấy inox bác nhá. Úp ngược lại. Để xem bao nhiêu khô ga thanh xương này. 2. 2 này, 4 này, 6, 8 nhá. 8 thanh, khi bác nhìn vào cái từ lớn thì bác nhìn này, nó gần bằng cái thanh luôn này. Bình thường là nó thanh nó chéo ra, bác nhìn hơi độ hở. Đây là cái từ lớn thì nó ép gần hết cái thanh luôn. Từ rất lớn luôn. Màng ngấn sân này bác này. Đấy. Bác phên xịn bác nhìn màng ngấn sân này. Rất là dày, cái màng rất dày luôn nhá. Nó dày như cái dòng loa của Outcenter nhỉ. Dày thế. Cái dày này nó mới chịu đòn, chịu lực được. Đây quay vào phần bát ạ. Phần bát có thể thấy sử dụng nó sử dụng bát là bát 3 ngấn nhá, 3 ngấn tẩm dầu ạ. Đấy, phần nón đây. Quét nó đổ keo máy đẹp không? Rất đẹp, nó không có điểm trừ nào cả. Và nói bên thùng thì dòng này sử dụng thùng gỗ ván ép thì bác có thể xem cái clip chiều cho trực tiếp chiều nay rồi. Chính vì nó sử dụng thùng gỗ ván ép chống nước nên là em chiều nay em lấy xà bông ý, em pha xà phòng ra, em đánh. Em đánh ý, nó mới sạch được nhá. Đánh bằng trắng trẻo chưa? Nha. Thì mình đánh thoải mái không lo bị ngấm nước, đấy, không bị do rộp nước, thoải mái luôn. Chính vì những dòng này các anh em vụ nếu mà anh em sự kiện lớn thì những dòng này là Ramotor trợ lời đẹp tuyệt vời. Còn anh em đánh gia đình thì một đôi này có thể đánh được ở không gian từ 30, 35, 40 mét vuông nhá, chỉ cần một đôi này thôi các anh nhé. Cực kỳ gầu đấy, mã AK12 ạ. Đấy. Mã model của K12 thôi nhé. Sự phân tần màu đen rất là ngầu. Đấy. Tụ tất cả sử dụng tụ của Pháp hết bác nhé. Dụng hai quận cảm. Bác nhìn cái ngấn thùng cái thùng nó thiết kế này. Hôm nay em quay luôn cho anh em cái thiết kế thùng của nó này. Thiết kế thùng này mà em cứ liên tưởng đến thùng rượu các bạn. Bác nhìn chưa? Bác tưởng tượng những cái thùng rượu nho của Pháp hay của Anh chưa? Thì các bác để ý này. Cái thùng loa này vậy, nó thiết kế như một cái thùng rượu nữa nhá. Đấy, nó thiết kế rất tỉ mỉ. Bình thường người ta là tại sao người ta cần gì phải làm như thế này? Tại sao phải thiết kế những cái thiết kế này? Vì nó thùng nó thiết kế nó hơi vòm như kiểu oval. Hơi vòm oval. Nó làm này rất tốn công luôn các nhá. Đấy, rất tốn công luôn thì nó kế thùng này. Thì kế như một thùng rượu luôn. Đấy. Nó ép vào, nó mài bên ngoài. Nó làm đến mức nhẵn như thế này. Để bác nhìn. Đấy. Rất kỳ công luôn. Một đô la chất thì kỳ công luôn. Kỳ công từ cái thùng luôn. Và sử dụng driver của nó là driver sử dụng bát chép của Anh Quốc Phen. Đấy. Và ống thoát hơi phía trước bác nhá. Và báo giá luôn trong clip này. Báo giá các bác thì hiện tại trên trường em đang bán đâu đó giá là 11,5 triệu, 12 đến 13 triệu một đôi. Thì hôm nay với một cặp loa phên, mức báo giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ, em xin phép báo giá mức giá là 10 triệu 500 ngàn đồng trên một cặp các bác nhé. 10 triệu 500 ngàn đồng trên một cặp bát 30 sử dụng driver của Anh Quốc. Bát của anh, chép của anh, chép bát phên. Và clip của em mình kết thúc. Cảm ơn xem của video của em và xin lái chào tạm biệt các bác nhá.